Sau-lô tàn phá hội thánh, ông vào nhà này sang nhà họ, bắt đàn ông lẫn đàn bà và tống nhục họ. Những người bị phân tán đã đi khắp nơi rao giảng lời Thiên Chúa. Phần Phi-phê thì đi xuống một thành của xứ Samaria rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Phi-phê rao giảng vì họ cùng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. Đó là lời Chúa.